Đã từ lâu, món nem chua luôn là một phần quà nhỏ không thể thiếu cho người thân khi có dịp đến với thành phố biển Nha Trang. Nhưng có một món nem khác chẳng thua tí nào nhưng thuộc vào hàng danh thực, trở thành một món ăn không thể nào thiếu được đối với người dân Khánh Hòa cũng như khách du lịch đến với thành phố biển. Đó là nem nướng Ninh Hòa. Đi vào hoạt động, hệ thống quán nem nướng và nhà hàng Nhã Trang đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Với món nem nướng mang đậm chất ngọt thơm của loại thịt heo đất đỏ nổi tiếng, kết hợp nước chấm được làm cầu kỳ từ hỗn hợp thịt heo băm nhuyễn, tương, đường, muối, tỏi ớt và một số gia vị khác theo công thức truyền thống của nem nướng Ninh Hòa, ăn kèm với các loại rau đủ mùi vị như cay, chua, chát, khiến cho mỗi du khách không thể nào quên hương vị mà nó đem lại. Ngoài ra, du khách không chỉ yêu mến quán nem nướng nhà hàng Nhã Trang bởi món ăn ngon mà còn là sự ân cần phục vụ và luôn giữ đúng giá niêm yết với khách địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước, dịp lễ cũng như ngày thường. Nhà hàng nhận đặt bàn cho các công ty du lịch trong và ngoài nước, tiệc buffet sáng cũng như cơm trưa cho khách đoàn khách lẻ tại nhà hàng. Nhà hàng Nhã Trang ân cần chu đáo như trái tim người mẹ. Nhà hàng Nhã Trang, địa chỉ 2 tháng 4, Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Điện thoại 0583 814 393. Địa chỉ số 39 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Việt Nam. Điện thoại 0583 523 446.